Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ngồi đây á, ai cũng có phước hết á, không có ai là không có phước hết á. Nhưng mà phước của mình là phước phần thôi, phước từng phần, chứ không phải là trọn vẹn tất cả. Có nhiều khi mình hơi thấp nhưng mà được cái mình đẹp. Thật ra mình được cái phước đẹp nhưng mà không có được cái phước chiều cao đó. Thật ra cái đó là phước phần đó. Đó là nhiều khi mình được đẹp nhưng mà mình hơi chậm, mình không có được cái phước của sự hiểu biết nhiều. Chậm thôi chứ không phải là không biết đó, vân vân. Thì cái câu hỏi ở đây á, là cuộc sống ra sao để biết mình hết phước? Thật sự ra phước là gì? Là những điều kiện tốt mà chúng ta đang có. Bây giờ quý vị có điều kiện tốt không? Có hết. Dù mình không có việc làm full time nhưng vẫn còn làm part time. Dù mình không cái việc làm mình lương không cao nhưng mà vẫn có lương. Và thậm chí bây giờ mình thất nghiệp đi nữa thì mình vẫn có tiền thất nghiệp. Mà lỡ tiền thất nghiệp hết rồi mà tiền chưa có nữa thì có gì? Tiền chính phủ, welfare, đó không? Food stamp. Cho nên phước là ai cũng có, chỉ có điều là nhiều hay ít. Và hằng ngày chúng ta đang sử dụng phước của mình hết á. Ví dụ như mình có tiền, có xài tiền không? Mỗi ngày phải xài, đổ xăng nè, mua đi chợ nè. Tất cả mỗi ngày chúng ta đều sử dụng tiền của mình hết, tại vì mình đi làm có tiền. Vậy thì mình có phước và mỗi ngày mình cũng đang sử dụng cái phước của mình. Cái quan trọng là gì biết không? Phải có chánh niệm tỉnh giác để xài tiền. Có tiền mà không có chánh niệm thì tiền sẽ dễ bị thất thoát, tốn tiền vô ích. Phước cũng vậy thôi. Ví dụ mình có nước xài là có phước, nhưng đừng có phí nước. Mình trong khi mình khát nước, hồi nãy mình khát nước quá, mình xin cho mình một chai nước, nhưng uống xong mình vất nửa chừng. Một lát á, đi kiếm chai nước không được cái thôi sao? Thôi kệ đi, bỏ đại đi, đi lấy chai khác. Mình tập thành một thói quen là mình không bao giờ biết tiết kiệm cái chai nước của mình, biết gìn giữ cái chai nước của mình. Mặc dù nó là một chai chai nước thôi, nó có giá trị gì đó, nhưng mà trong lúc mà khát nước, nước ở đâu giải cứu cho mình? Vậy mà tại sao mà mình nhấp một miếng cho nó đỡ thấm giọng rồi thì mình lại phí chai nước đó? Nhiều người người ta không biết, người ta đem đi người ta đổ bỏ. Như các chùa đi gom nước còn đi tưới cây. Mà quý vị biết là mấy thầy mấy cô còn đi gom mấy cái nước đó để nấu lại mà uống, chứ không dám bỏ. Đấy, mấy sư cô ở đây cũng làm vậy đó, gom nước nấu thành nước sôi uống. Thành nếu mình có phước thì mình phải ráng xài phước, nhưng đừng có phí phước. Xài không ai cấm hết á. Như tiền của mình xài, nhưng đừng có xài không đúng chỗ thì gọi là gì? Phí. À, mình xài đúng việc là không có sao hết á. Thì phước cũng vậy thôi. Mình có phước là mình xài phước, nhưng ráng kiệm phước, tích phước. Phước nó có tích phước nè, xài phước nè, kiệm phước nè, rồi gì nữa? Tổn phước nè. Mới tổn thôi chứ chưa một ngày nào đó hết sạch thì sao? Mất phước. Còn nếu mà mình khổ nữa mà không có gì, phải bòn phước. Nhiều khi mình không có tích phước, có đâu tích. Chứa mà, người ta có người ta mới chứa. Mình không có thì mình phải đi bòn. Bây giờ bòn phước bằng cách nào? Thấy một cái vỏ chai bể ở ngoài đường, lượm gói bỏ recycle hoặc là thùng rác. Thấy một miếng rác dơ lượm lên, mở cái tủ chén ra, thấy có một cái chén dơ bỏ ra rửa. Cái này không phải của tôi. Ly á, mình xài á, cầm lên ngắm vậy nè, coi nó trong không. Mà lỡ nó không trong á, thì mình lại đem đi rửa là mình xài. Những ly dơ khác để nguyên không đụng tới. Thành ra nhiều khi cuộc sống của mình á, mình có những cái hành xử nó nhỏ nhỏ không ai thấy, nhưng mà hai bên là thấy nè. Hai bên là thấy, thường người Việt mình gọi là cái gì? Hai bên dai giác. Nói theo Phật giáo là gì? Ông thần câu sanh. Thần câu sanh trong kinh Dược Sư nói là gì? Ông thần nghiệp sanh chung một lượt với mình. Thành thử ra tội phước là do mình.
Đâu có ai gắn ghép ai, đâu có ai ban phát cho mình được đâu. Thành thử mỗi ngày mình xài. Ví dụ như quý vị ăn á, mà ai mà có một thói quen mà hay bỏ mứa đó, ráng đừng có làm, đừng có tập thành thói quen đó. Và mình cứ quan niệm rằng á, ăn mà sạch bách á, người ta nói mình ham ăn, ăn tới cạn tàu ráo máng hết, cho nên ăn phải để thể hiện mình là người sang trọng. Ăn phải chừa lại miếng, không có sang trọng chi mấy chuyện đó. Người ta múc ra một tô cho mình ăn là người ta muốn mình ăn hết, chứ mình ăn chừa là ta nghĩ là đồ dở, mình bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô còn lại nói trời chị này sang ghê nha, ăn chừa. Mà người ta nhìn cái tô mà còn, ta nói trời ai mà ăn phí quá bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô đó mà còn lại mà khen mình đâu. Thành thử ra người ta cứ nói mình câu thôi là tổn rồi đó. Giống như là người ta lấy cái tay người ta quẹt lên cái mà trăm người lận trăm cái quẹt. Nó vậy thôi. Một là nó dơ, hai là nó sạch sơn. Thành thử ra tùy theo cái khả năng của mình. Cho nên đại chúng nhớ, mình có phước hết chứ không phải có phước đâu. Quý vị có cái phước của con mắt không? Có không? Có nè, cho nên mình mới thấy rõ mọi việc nè. Mà mình có phước hơn nữa đó là mất hai mí đó. Mà bây giờ nhiều người, người ta có phước có mắt hai mí, nhưng mà ta thích làm Hàn Quốc, ta đi cắt xuống còn một mí thôi. Bây giờ là người Việt Nam mà không thích, thích Hàn à, làm tóc kiểu Hàn, tóc kiểu Thái đó. Thành thử ra mình có phước hết, nhưng mà chúng ta hãy dùng con mắt của mình để nhìn người bằng cảm thông, bằng bao dung, bằng tha thứ, để cái mắt của cái phước của con mắt mình nó không mất mà nó tăng. Mình có cái phước của cái miệng, nhưng mình phải sử dụng cái miệng mình nói những lời ái ngữ dễ nghe, để cho người khác không tổn thương bởi cái lời nói của mình. Đến khi nào, một lúc nào đó đó, mình hết phước rồi, mình tự nhiên mình sẽ cảm nhận được. Mình sẽ cảm nhận được mà giờ mình nói không được nữa. Hồi xưa mình nói được mà mình không có dùng cái lời nói mình một cách ái ngữ. Cho nên mình có lỗ tai nghe, phải lắng nghe cho kỹ. Cho nên khi mà mình đi nghe pháp cũng vậy. Đi nghe pháp là mình lắng nghe chứ không được nói chuyện. Không phải mình tổn thương ông thầy, mà mình làm động chúng. Chúng mới quan trọng, chứ còn ông thầy nói có mình cá nhân ông không ăn thua gì hết trơn. Đại chúng ta nhìn mình, trời chỉ được phải, anh kêu kỳ vậy, đang nghe pháp mà nói chuyện. Một người nghĩ, hai người nghĩ, ba người nghĩ, bốn người nghĩ, tổn phước. Nhưng mà cái chữ tổn ở đây không phải tội nha. Tự mình có cái duyên lành ngồi trong pháp hội, nhưng không để tâm lắng nghe. Mình ngủ cũng được, nó không sao hết đó. Mình ngủ cũng được nó, tại vì mình ngủ ít nhất mình chỉ ngủ phần mình thôi. Mình không làm động người khác. Cũng giống như trong đời sống hàng ngày, giữa uống rượu và bán rượu cái nào tội hơn? Bán rượu. Mình có uống rượu mình say, mình một mình thôi. Mình bán rượu là nhiều người say. Phạm giới đó, một mình tội thôi. Mình phá giới một mình tội thôi. Nhưng mà mình phá kiến á, tức là mình đem cái tà kiến cố chấp của mình đi nói người này, mình nói người kia, để người ta cùng một cái tà kiến giống mình đó, lỗi hơn. Tại vì này mình đi tuyên truyền nhiều hơn. Cho nên bản thân phạm giới một mình mà phá giới một mình tội, mà phá kiến thì nhiều người sẽ đi theo mình, không nên. Cho nên mình thực tập đến những cái nơi trang nghiêm mà pháp hội đông đảo, thì chúng ta nên tự tôn trọng bản thân và tôn trọng cái pháp hội, tôn trọng cái môi trường, tôn trọng đại chúng chúng ta giữ. Pháp Hòa sẽ có dịp nói cho đại chúng nghe, người nghe pháp phải hội đủ 5 điều kiện, chứ không phải vô đây ngồi nghe là được đâu. Người nói pháp cũng phải có những điều kiện để nói pháp, chứ không phải muốn nói gì nói. Cái này là Phật tổ dạy. Mình nói pháp phải bằng tâm từ bi, mình phải nói pháp phải tâm bình đẳng. Mình nói pháp vì không lợi dưỡng. Cho nên tất cả đều là phước của chúng ta cả. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm, tỉnh giác để chúng ta nhận thức cái phước của mình không. Mình không có cơm nhưng mình có cháo, có cháo là có phước rồi đó. Mình không có tiền nhưng mà mình vẫn có vật dụng mình xài.
Đó, bây giờ ví dụ như cái thời Covid-19 đó, giữa mạng sống và tiền của, lúc đó mình thấy cái gì quý hơn? Mạng sống thôi. Lúc đó mình cảm nhận rằng hình như mọi người không ai quan trọng điều gì nữa hết, và lúc đó chỉ muốn bảo vệ cái mạng sống của mình thôi. Và lúc nào mình cũng đi rửa tay, sát trùng, làm đủ thứ hết. Và cuối cùng chúng ta thấy, hằng ngày chúng ta không thấy điều đó, nhưng một biến cố trong xã hội, trong đời sống xảy ra, tự động mọi người thu nhiếp trở lại liền. Đa phần chúng ta là thích đi ra ngoài, không thích ở trong nhà. Nhưng mà dịch bệnh rồi á, thích ở nhà hơn, không dám ra đường, phải không? Mà gần như là có nhiều người sợ hãi hơn ở mình thôi. Cho nên cuối cùng trở về bên trong của mình vẫn là cái chính. Thưa đại chúng, mình có phước được sanh làm người, được đầy đủ mắt tai mũi miệng, được nghe chánh pháp, được gặp bạn lành, được gặp những đạo tràng có tu tập, có hạnh. Đó là cái phước của mình. Còn ví dụ lỡ mình thiếu một hai cái cũng không có nghĩa là mình hoàn toàn không có phước, mình chỉ thiếu thôi mà. Cho nên là nãy Pháp Hòa nói đó, hiếm ai mà phước toàn vẹn, phải được cái này mất cái kia. Hiểu được như vậy tâm mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái gì mình đang có phước, đừng tổn nó, đừng phí nó, vẫn cứ xài, nhưng mà xài một cách chánh niệm, đừng để phung phí. Nước mà xài tiết kiệm á, thì nước mình xài lâu, mà hãy mình xả nước phung phí thì nước nó mau hết. Vậy thôi. Cái thời mà mình đói thì bữa nào mình ít thức ăn thì mình ăn từ từ, ăn nhín nhín. Hồi nhỏ bà nhớ ăn nhín nhín bà chín bẻ răng. Ăn nhiều nhiều bà tiều bẻ cổ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Kính cho con hỏi. Mỗi ngày tụng kinh 15 phút, nhưng con không tưởng tụng được mỗi ngày, mà một tuần con tụng một lần một cuốn kinh, có tội không thầy? Thì có gì đâu tội. Ở đây ai đã từng ăn cơm có một cục thịt mà để dành lại ăn cuối cùng? Có ai ăn kiểu đó không? Hồi nhỏ mình chan nước thịt vô cơm, cái ngồi ăn cơm không với nước thịt, để cục thịt lại để làm chi biết không? Ăn cho nó ăn cho nó ngon, nói theo ngoài đời là ăn cho nó đã. Thật ra mình ăn từ từ hay mình ăn trọn vẹn cũng là mình ăn, nhưng mà mình biết cái thời, cái tụng kinh cũng vậy, có thời giờ mỗi ngày 15 phút, không có thời giờ một tuần tụng một lần. Nhưng mà mình tụng một lần và mình không tụng mỗi ngày không phải vì mình làm biếng, mà vì hoàn cảnh không có. Hai cái nó khác. Có thì giờ mà không tu thì mới rơi vào giải đãi. Còn tranh thủ thời gian một tuần dù một lần vẫn hành trì, đó là tinh tấn. Quý vị hiểu ý ha? Vì hoàn cảnh không ăn chay được nhiều, một tháng chỉ 2 ngày. Nhưng mà có hoàn cảnh mà mình vẫn ăn, mà đôi khi mình không nguyện hay là mình quên, thì mình không có chuyên cần trong cái việc đó thì cũng đâu có sao. Bất quá là mình rơi vào cái quả là giải đãi thôi. Có ông thầy á, mỗi ngày ông không cho đệ tử ăn đậu hũ. Ông kho đậu hũ, cái ông bắt nhỏ quẹt nước tương ăn không à. Thầy sao thầy không cho con ăn đậu hũ thầy? Ông nói để yên đi con, cho nó thấm. Cứ vậy đó. Cái một ngày nọ ông đi ra ngoài sân, ông tưới cây cái ông té cái ạch. Con đỡ thầy lên con. Nói thôi thầy nằm yên đó đi cho nó thấm. Nhân sao quả vậy mà. Cũng giống như có cái ông đó, ổng chuốt một cái miễn dừa. Thì đứa con nó hỏi ba làm miễn dừa làm gì, cái trái cháo dừa khô đó ổng nạo, ổng làm cái chén vậy đó.
Ông mới nói bà nội của con á, ăn cơm á, làm rớt chén bể hoài à, tốn kém của ba quá, giờ ba cho bà nội con ăn cái trái miễn dừa khô để bà nội con khỏi làm đổ làm bể. Kê nó mới nói khi nào ba làm xong, bà nội ăn xong, ba nhớ dễ giữ lại cho con. Hỏi làm chi vậy con? Nửa ba già con cho ba ăn lại. Tại vì nó đơn giản là ba nói bà nội già lẩm cẩm sẽ bị rớt chén bể, thì con biết rằng một ngày nào ba cũng sẽ đến cái giai đoạn già lẩm cẩm và rớt, con làm cái nửa mất công. Phải không? Mà cái này sẵn nó không bể, bà nội xài hết ba để đó con. Phải không? À, giọt nước trước đi sao thì giọt nước sau nó đi như vậy. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy. Nếu mình không tin điều đó, hãy đi tìm tới những giọt nước mà chúng ta nhìn. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, mỗi giọt không bao giờ sai lệch. Nếu mình không tin nhân quả thì cứ đi tìm những giọt nước nó chảy mà nhìn vào nó. Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy, điểm điểm tích tích bất sai di, đích đích bất sai di, giọt giọt nó không bao giờ nó sai được. Cho nên á, phước á, muốn tìm cũng rất dễ, nhưng muốn mất phước cũng không khó. Cũng không khó, muốn mất là mất liền á. Giống như mình nấu nguyên một cái nồi súp rất là ngon, chăm chút từ sáng tới giờ, đi ra dắp một cái đổ hết xuống đất, y chang như mình thôi. Nhất là những vị nào mà làm việc thiện, cẩn thận. Nhiều khi nguyên cuộc đời của mình làm thiện, cả một ngày mình làm lành, chỉ một lời nói, một hành động bất thiện của mình mất hết. Con có tấm hình Phật đang thờ nhiều năm nay đã phai màu, cô muốn thay mới tấm hình khác, nhưng vì tấm hình hiện tại đã được chú nguyện nên không biết có được không. Hiểu ý không? Hình đó đã có blessing rồi, và bây giờ mà đem bỏ không biết có được không. Có sao đâu, cũ mình đốt vì nó cũ mình đốt, chứ không phải là vì đang còn tốt mà mình bất kính mình đem bỏ. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ thời bây giờ người ta không còn xài CD, DVD nữa. Ngày xưa quý vị đi chùa, quý vị lượm CD băng giảng về để một tủ. Bây giờ thời bây giờ là lên YouTube không à, lên YouTube không à. Thì bây giờ cái dĩa đó mình làm gì? Để vô recycle, không tội lỗi gì hết. Vì nó thủy chung nó cũng từ một cái dĩa recycle. Rồi mình thâu cái bài giảng đó vô mình nghe, bây giờ mình không xài nữa thì mình để nó vào recycle, để người ta tiếp tục chế tải nó làm một cái vật khác để mình sử dụng. Mình đâu có phí phạm đâu mà mình sợ. Kinh sách cũng vậy. Kinh sách cũng vậy. Thí dụ bây giờ có những quyển sách nó hư rách, hoặc là nó không đủ trang, nó có vấn đề, recycle cũng không sao. Ở đây chúng ta làm vì hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta làm đúng việc, chứ chúng ta không phung phí, chúng ta không bất kính. Hình Phật cũ hư phai màu chúng ta đốt để chúng ta thay bức khác. Bức này ngày xưa đã từng chú nguyện thì giờ mình có bức mới thỉnh chú nguyện tiếp, chứ không có gì cả. Thưa đại chúng và quý vị nhớ vậy nè, khi mà mình làm việc gì trong Phật Pháp á, cái quan trọng là chúng ta hãy nhìn lại cái tâm khởi của mình khi làm, để chúng ta không có cảm thấy là hình như cái này bị tội, cái kia tội, rồi rốt cuộc á, mình tu Phật phước đâu không thấy, mà thấy rốt cuộc thấy tội không à. Phật thì khuyến khích mình tu, nhưng mà nói hồi cái đừng đi ngang Phật tội, đừng ăn chén của thầy tội, ngồi ghế của thầy tội. Không? Cái vấn đề ở đây là chúng ta chỉ tỏ lòng sự cung kính thôi, chứ không có gì hết á. Đây cũng giống như câu kế nè: thường thì thức ăn cúng dường chư tăng ni trước rồi Phật tử mới được ăn. Khi chồng con nấu thức ăn, con múc ra ăn thử một muỗng, thấy ngon quá nên con đem cúng dường chư tăng. Vậy có tội không? Thầy đâu có tội mà cảm ơn nữa.
cô thử ngon mới tới em. Chứ nếu cô không thử mà cô đem dở em hưởng hết làm sao. Giống như ở trong triều đình mà trước khi đem lên cho vua thì quan phải thử trước vậy đó. Thật ra cái này đâu có gì tội đâu. Hồi nãy mình không có cái ý đó, nhưng mình thử một miếng mình thấy ngon, thì khi mình thấy nó ngon mình nhớ tới chư tăng chư ni. Đó là niệm, mà niệm tăng. Khi mình nhìn Phật mình nói Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật. Đó là niệm Phật. Một khi nào mà một thấy một cái người đó, người ta giận tức quá, người ta muốn chửi bới lên, mình tới mình nói chị ơi chị, một câu nhịn chín câu lành, nhẫn một lần sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mình nói cho ta nghe vậy gọi là niệm pháp. Chị đừng có nóng giận như vậy, mình thương thầy trụ trì, mình thương quý thầy, mình bỏ qua đi chị. Niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đừng có làm cái đó, tội phạm giới. Bây giờ tôi lấy chiếc nhẫn này, ai bỏ quên trong cái sinh này mà lỡ chị thấy là thôi tôi chia hai. Thôi chị ơi, mình trả lại cho người ta đi, tôi biết cái này nó nhiều tiền lắm, đừng có làm chuyện đó. Thì mình nhắc nhở đó là niệm giới. Vậy thì khi mà mình múc thức ăn ra mình thấy ngon, mình phát tâm mình cúng dường cho quý thầy, chứ mình đâu có làm gì đâu mà tội. Thành thử nhiều khi mình không hiểu đó, mình cứ nói riết cái người ta nghĩ quý thầy là cái gì đó, ở trên dữ lắm, không có được đụng vô. Không có phải vậy, quý thầy cũng là người bình thường, mình cứ bình thường thôi. Nhưng mà có cái điều là mình làm tất cả bằng sự cung kính, vậy thôi. Mình có kính á thì mình được cái phước. Chư tăng á có thể không cho mình phước, nhưng mà là cái điểm tựa để cho mình tạo phước. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói vậy, tượng Phật không cho mình phước, nhưng mà Phật tượng giúp cho mình tạo phước, vì mình biết sanh tâm cung kính. Con có một đứa bạn trai, con vô tình phát hiện nó nghiền hút heroin nhẹ thôi. Xin thầy dạy cho con phải đối xử với nó cách nào. Con cần phải nói cho nó biết hay không, hay nên tiếp tục quen nữa không? Nếu mình nhìn người đó là một người bạn, bạn thường hay là người yêu, mà mình biết người đó đang làm cái điều không đúng, tổn hại đến bản thân họ, chứ chưa tổn hại ai, bản thân họ thôi, thì mình thương họ cũng như thương mình. Thí dụ lỡ mai này mình thương họ thật, mình lấy họ làm chồng thì mình cũng muốn họ chuyển hóa. Nhưng mà may mình chưa, họ chưa là chồng mình, chỉ là bạn thôi, thì mình nên thành thật ái ngữ, đem bất cả tất cả lòng từ bi của mình để nói cho người đó biết, để người đó phục thiện. Nhưng mà muốn nói thì mình phải học cách nói. Thấy không? Tôi biết bạn đang xài cái này, nhưng mà bạn có thể thương bản thân bạn, thương cha mẹ, thương tôi, mà bạn có thể giảm và từ từ dần đến bỏ. Tại vì mình sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình. Mình nói như thế nào để người đó nghe mà cảm động, cảm thông, và người đó sẵn sàng. Bạn thường thôi cũng nên làm. Tại vì bạn có 7 cách để mình thể hiện tình bạn. Trong đó có một điều là chúng ta nên khuyên bạn khi thấy bạn làm sai. Chúng ta không bỏ bạn khi bạn rơi vào cái tình cảnh khó khăn. Phải không? Cho nên đó là những cái cách mà để thể hiện cái tình bạn của mình. Còn ví dụ mình nói hết sức rồi mà người đó vẫn không thay đổi, thì chừng đó mình đành bó tay chấm cơm. Nhưng mà không thể thấy người ta như vậy mà không nói gì hết. Mình chưa thử làm sao biết duyên của mình. Cho nên cứ hóa độ họ theo cái khả năng của mình. Còn họ không được nữa thì cái đó tùy vào cái phước duyên, cái phước nghiệp của họ. Kính xin thầy giải thích cho con tại sao ăn chay không được uống sữa bò nhưng lại được ăn cheese. Dạ đâu có ai quy định cái đó. Cái chuyện mình ăn chay á là mình không giết con vật để mình ăn thôi.
Còn con vật nó còn sống mà nó vẫn cho sữa, nó vẫn cho những cái thực phẩm để mình ăn thì cái đó không có sao. Mình muốn thì mình ăn, trừ những người vegan. Vegan là những người ăn chay mà thật thật luôn á, nghĩa là ăn mà ăn kiêng cữ đó. Cái gì mà liên hệ đến con vật là không ăn. Tại họ quan niệm là bò nó cũng phải vắt sữa ra để mà họ lấy sữa nó, rồi biến chế ra thành cheese, thành bơ, mình không ăn. Thì đó là những người vegan. Còn mình ăn chay thì trên nguyên tắc là không giết con vật, lấy thịt, lấy máu nó để mình ăn thôi. Con vật còn đang sống, mình đoạn mạng của nó mình ăn thì mình không ăn. Còn những cái gì mà nó lưu xuất ra, những cái thực phẩm của nó như nước sữa để chế ra những món ăn khác, mình sử dụng được, vì mình chỉ là ăn chay thôi. Còn trừ khi nào mình vegan thì khác. Còn ví dụ mình không ăn cũng không sao hết. Còn ngược lại quý vị ăn chay đi, thí dụ quý vị ăn chay mà quý vị cũng đang thực tập rằng không ăn trứng, không ăn sữa, không ăn bơ, không ăn phô mai, không ăn cheese, cũng không sao. Đừng nghĩ rằng mình ăn như vậy mình cao đẹp hơn, cao thượng hơn những người ăn. Thành Phật không ở mấy chỗ đó, thấy không? Mà nếu mình ăn được như vậy là phần mình. Còn ai chưa ăn được mình cũng không nói gì, vì mỗi người mỗi cái cách ăn. Mình nói tức là mình chưa giải thoát, mình dính vào cái pháp của mình. Thật ra mình cứ nhẹ nhàng thôi. Ai ăn được, mình ăn được thì cứ ăn, người chưa được thì bình thường. Tại cái chính là người ta không giết hại để người ta lấy sinh mạng người ta. Cho nên các vị bây giờ mình vẫn ăn sữa, ăn bơ, ăn cheese bình thường, chỉ điều không giết con vật để lấy thịt, lấy máu của nó mình ăn thôi. Thầy ơi, nhà ở Mỹ có cần thờ ông Địa, ông Thần Tài không? Nhà ở Mỹ ở đâu cũng vậy. Ông Thần Tài, ông Thổ Địa nó không nằm trong cái một trong những cái phương cách thờ của Phật giáo. Nó là những cái tín ngưỡng nhân gian. Tuy nhiên, đạo Phật không có bài xích. Phật tử ai chưa thờ thì khỏi thờ. Nhưng lỡ trước kia mình đã thờ, bây giờ mình hiểu rồi, cũng không cần dẹp, cũng không cần cất, vẫn cứ thờ. Nhưng bây giờ sự thờ Thần Tài Thổ Địa của mình không còn mê tín như ngày xưa, là thờ ổng để ổng cho mình trúng số, để ổng giữ nhà cho mình, ổng cho mình tiền bạc, ổng cho mình làm ăn. Không còn cái cách mê đó nữa. Mà bây giờ mình thổi vào cái bàn thờ ông Thổ Địa Thần Tài một chánh tín. Theo quan niệm của ngũ hành tương sanh, đây là ngũ hành tương sanh chứ không phải là ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương sanh là thổ sanh kim, hiểu không? Thổ sanh kim là trong đất có vàng. Còn tương khắc là hỏa khắc mộc, hay là thủy khắc hỏa. Đó là nó khắc, gọi là tương khắc. Còn nó tương sanh là nó có cái tương duyên để nó sinh ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó có tương sanh, nó có tương khắc. Bây giờ nếu nói trên phương diện tương sanh thì đất sanh kim, cho nên thờ Thổ Địa Thần Tài. Vì tài là tiền của, mà tiền của là kim, kim là đất sanh kim. Vậy thì thổ là mảnh đất mình đang sống, nói cách khác là tâm của mình. Tiền của là do mình làm ra, từ trong lòng mình, từ khả năng tự thân làm ra có tiền mình sống. Nhưng nếu tự thân tự tâm mình biết sử dụng, biết giữ tiền, tiền nó mới còn với mình. Vậy có phải là ông Thần Tài ông giữ tiền mình không? Vậy thì bây giờ ông phải ông thần nào ở ngoài không? Ông thần này bây giờ là ai? Mình. Vậy thì chữ thần trong lúc này nó nghĩa là gì? Là đạo đức, là khả năng giữ của. Mà khả năng giữ đây là gì? Không phung phí chứ không phải là không xài. Chứ không phải là không xài. Mà nếu không xài thì không phải là người giữ của, mà là người keo. Còn xài mà xài đúng mức là người chi dùng, có tiết kiệm. Còn có mà ông gia mình ăn mình tiết kiệm. Giống như có tiền phải để vô cái trương mục saving account. Tiền của mình có một phần để xài, một phần đi mình invest, tiết kiệm.
Thì bây giờ mình thổi vào đó một cái ý niệm, một cái chánh tín, một cái lý, một cái ý, một cái đạo lý, thì tự nhiên thần tài thổ địa lúc này sao? Không còn là mê tín như trước kia nữa. Mà bất cứ việc gì cũng vậy hết, chứ không phải riêng cái chuyện thổ địa thần tài này. Quý vị thờ ông Táo, quy y rồi cũng không cần dẹp ông Táo. Nhưng mà bây giờ ông Táo này, cái bảng chữ Tàu ghi ở trong cái bảng thờ ông Táo, Định Phúc Táo Quân. Tại sao gọi là định phúc? Cái phúc báo, cái phước báo mà nó, cái gia đình này nó có an định, nó có ổn định hay không, tùy vào cái sự hạnh phúc nấu nướng gia đình của mình. Nếu mà một người vợ vẫn còn vui vẻ để nấu một bữa ăn cho gia đình thì gia đình này là phước, hạnh phúc. Chồng mà còn biết, con và chồng còn biết trở về nhà để thưởng thức những bữa cơm chiều với nhau thì gia đình này còn hạnh phúc. Vậy thì mỗi lần nhìn lên bàn thờ ông Táo, nhắc nhở cho con hãy nấu ăn trong hạnh phúc. Tại vì chồng con về, còn về ăn cơm với con của con còn về ăn cơm với con. Mà nếu như mình bực bội, mình la lối, mình khổ sở thì một ngày nào đó nó thôi má khỏi nấu nữa, con ăn cơm con phiền quá. Cho nên nhớ người ta ăn đừng có lải nhải, để cho người ta ăn. Ăn đi rồi đi. Ăn đi rồi báo tao. Thành nữ là cái này không phải định phúc nha. Cái này không phải định phúc, là mình gì, mình nại phúc. Nại cho nó đi cho lẹ. Người ta ăn mà người Việt mình hay dùng cái từ là trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời ông đánh mình mà ông còn né cái bữa ăn đó, để cho mình ăn cho đàng hoàng. Còn giờ mình cứ lựa giờ người ta ăn ngồi tụng không à. Thành nữ má cho con ăn được không? Thành thử nó nhiều khi nó ăn mới có 2-3 miếng thôi, nó nói con no rồi. Hỏi sao mày no? Dạ má nói kinh cái con no rồi. Con ngồi đây má hồi hướng luôn chắc chết con. Cho nên định phúc táo quân. Còn ông thổ địa, ngũ phương ngũ thổ, tiền hậu địa chủ, năm phương đều có năm chỗ. Mình đi phương nào nếu mình biết cũng sanh ra tiền của, cũng sanh ra phước lạc. Phía sau, phía trước đều có khả năng làm tất cả những việc tốt lành đó cả. Cho nên mình không hiểu thì mình thờ theo kiểu mê tín. Bây giờ hiểu rồi, thổi vào đó thì bây giờ cái việc làm đó nó có chánh tín hết. Và nó là sự nhắc nhở cho mình. Cho nên người Việt Nam mình á, ở trước có ông Thiên, giữa nhà có ông bà, trên ông bà có ông Phật, dưới đất có ông thần tài. Ba chỗ nha: trên Phật, dưới ông, giữa ông bà, dưới ông thần tài thổ địa, sau có ông Táo. Chỗ nào cũng có mấy ổng hết. Mà có mấy ổng thì mình không có làm bậy, không có mình phải biết là mình đang có hạnh phúc. Hiểu ý chỗ đó không? Thành thử ra hiểu được rồi thì mình thấy đó là một tín ngưỡng nhân va gian của người Việt, nhưng Phật giáo không có đả phá. Quý vị nhớ là học Phật á, là không đả phá ai, không chỉ trích ai. Và cái gì nếu chúng ta thu nhận được, chúng ta có đủ chánh pháp, có đủ khả năng để chúng ta làm cho nó đẹp lại. Ở Việt Nam á, có những cái nơi người ta phát nguyện vậy nè: ai có tượng Phật sức tay, mất mũi, méo miệng, hư hao tượng Phật đem tới đó. Họ có một cái nhóm tu sửa tượng Phật là hết, sơn phết là hết, xong họ để đầy trong cái chỗ đó hết. Ai muốn thờ Phật không có tiền ra chợ thỉnh, tới chỗ đó thỉnh miễn phí. Thì mình tu hành cũng thế thôi. Cái ghế nó méo sửa cho nó ngay, mặc áo sửa cổ áo. Tại vì sáng nào vuốt tóc, trẻ này có sao đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Mình làm đẹp mà, mình làm đẹp mà. Mình sửa được cái sắc tướng của mình thì mình cũng sửa được hành động và cách sống của mình. Đó là đạo Phật. Cho nên bây giờ đạo Phật mình sẽ thấy nó khắp cùng nơi, ở dưới bếp, bất cứ chỗ nào. Đậy cái nắp nồi,
méo, sửa cho nó ngay. Nhưng mà nếu mà đồ thức ăn á, mà mình nấu đang nóng mà mình cần phải để á, thì phải cần phải để méo qua bên để nó đừng có bí hơi, nó không có dễ hư. Vì vậy cho nên có lúc phải đậy kín mà có lúc phải hở nắp. Vậy thì có lúc hở nắp cũng đâu có nghĩa là mình sai, vì mình biết lý do nào mình hở nắp. Quý vị hiểu chỗ đó không? Tu hành cũng vậy, học Phật cũng vậy. Có những lúc tôi đánh nó một cái, nhưng tôi đánh bằng cả tình thương cho nó tỉnh thức, để nó đừng có mê. Dạ bạch thầy, con đọc trong Phẩm Phổ Môn, trong Phẩm Phổ Môn nói nếu người nào đi vào nước quỷ La Sát mà niệm Đức Quan Âm thì sẽ được tấp vào chỗ cạn. Vậy thưa thầy, quỷ La Sát là gì? Ông thầy ông nói ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, nó cái mặt nó đỏ rần lên. Tại sao thầy nói tôi ngu? A Di Đà Phật, quỷ La Sát tới rồi. Thì nói vừa xong, người đệ tử quỳ xuống lại liền. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con hiểu được đạo lý thầy muốn nói rồi. La Sát đâu có ở đâu. Giây phút nào mình tức giận thì giây phút đó là La Sát. Cái ông kia, ông ăn hiếp một người khác, chập một vị hòa thượng đi ngang. Đạo hữu nên dừng tay, đừng có hiếp đáp người. Cái nhân cái quả, trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết. Ông vừa nói xong, hòa thượng sáng ổng một bạt tay. Thì ngay lúc đó ông sáng lại hòa thượng một bạt tay. Đạo hữu thấy nhân quả chưa? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đốn. Đốn là nhanh, gọn, chỉ thẳng. Phải không? Cho con. Như vậy thì các vị hòa thượng mà nói những cái điều, có những khi mình vô mình hỏi đạo bị nạt nộ đó, không phải là các ngài không thương mình đâu. Các ngài thấy mình mông lung quá, tu hành mà cứ nói chuyện bay bổng không, chặt liền đi. Mày khùng quá. Tại sao nói tôi khùng? Nói vậy để chi? Để cho nó đừng có bị vọng tưởng. Như vậy thì quý vị tu, quý vị, mình biết à, thường á, nắp méo là phải đẩy. Ví dụ như bây giờ á, theo nguyên tắc là bàn thì phải ngay, nhưng có những lúc cái chỗ đó nó không được thì phải đành méo cái bàn qua một chút chứ có sao. Vậy thì bây giờ quý vị thường nói á, thờ Phật phải thờ xoay ra cửa chính. Bây giờ lỡ cái nhà mình ở trong một cái chung cư, cái cửa nó xây kiểu nào cũng không được hết á. Tốt nhất là bây giờ nó xây vậy này, mà nó xây mặt vô trong nhà của mình được không? Được hết. Phật không có phiền hà gì hết á. Mà Phật ngồi Phật nói chỗ này I am okay. Better than you bring me trong cái closet. Thành ra Phật không có hề phiền hà, chỉ chúng sanh mình là phiền hà thôi. Rồi bắt Phật phải chạy vòng vòng theo kiểu mình vậy đó. Quý vị hiểu được cái chỗ này, mình mới thấy là học Phật là phải như hiểu phải đó. Tu Phật là phải như vậy. Phật giáo không phải những cái chuyện Phật không có thể tu hành để thành một Đức Phật rồi để cho chúng ta thờ cúng lại lục theo cái kiểu nghĩ của mình. Như vậy Phật bình thường quá, bỏ công sức ra để chờ những cái chuyện đó sao? Mà bây giờ mình muốn tỏ lòng tôn kính Phật không? Hãy thể hiện điều đó trong đời sống của chúng ta. Mình sống như thế nào để người ta nhìn mình đúng là nhãn hiệu Phật tử. Còn nếu mà nhắc tới, thôi đừng nhắc tới bà đó. Thí dụ vậy, người ta rùng mình, người ta sợ là biết là mình đã chưa thành công trong sự tu tập. Cho đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Cái gì người ta đưa mình? Thí dụ như người ta tặng cho mình một lon cháo đặc queo, ăn được. Tại mình ăn không được, nhưng mà ta thích ăn cháo đặc kiểu đó. Tại vì cháo đặc là cháo quảng. Cháo của người quảng nấu đặc, cháo của người tiều nấu loãng. Bây giờ mình thích loãng phải không? Pha nước thêm vô, nêm nếm trở lại, có sao đâu. Người ta đưa mình một chén cơm, thích thì ăn cơm trắng, không thích để lên chiên. Ở chùa có nhiều khi mấy thầy nhỏ đâu có biết, còn trẻ mà, thấy mấy tô cơm nó bị nguội á, nó khô hết trơn, đòi bỏ và nó để đó cho thầy. Pháp Hòa đem Pháp Hòa bóp nó ra hết, xong cái pha một chút nước gia vị, rưới nó vô, ngâm đó một chút. Sau đó chỉ chút thôi, sau đó bỏ lên chảo xào lên. Một lát cơm á, nó thấm
mà nó có gia vị, nó ráo, nó ngon mà không bỏ. Bánh mì cũ phải không? Bánh mì khô phải không? Quý vị để đó đi, ăn súp, ăn cháo thả vô thay vì ăn giò chả quẩy. Không phí mà chúng ta vẫn giữ được cái nó. Ngay giây phút đó mình hiểu được đạo Phật là gì. Con đi chùa thấy tượng Phật Ngọc, tượng Quan Âm nhỏ con thỉnh về, nhưng con chỉ trưng trên bàn hay để chỗ cửa sổ để vậy thôi. Cách đây 2 tuần cháu con tới nhà chơi, cô ấy nói tượng Phật mà gì thỉnh về không thờ mà để vậy là mang tội với Phật, kiếp sau không được đẹp. Thật sự ra cái này cũng là một cái niềm kính Đức Phật, nhưng mà cô không cần phải nói dữ vậy đó. Thật ra cái nào thờ thì mình thờ, tượng mình trưng thì mình trưng, nhưng mình đâu có trưng cái chỗ tầm bậy đâu. Thí dụ tượng Phật không mang vô nhà vệ sinh, mình trưng trong nhà mình, trong đồ tổ, trên tủ, trên gì đó, đấy là tượng trưng. Còn cái tượng nào thờ, cho nên tượng thờ không thờ nửa tượng. Vì cái tượng thỉnh thoảng họ làm cái nửa người á, thấy không? Cái tượng là tượng nghệ thuật trưng thôi, không có đưa cái tượng đó lên. Hễ thờ là thờ nguyên trọn vẹn một tượng, thấy không? Vì sao? Vì đó là cái chỗ để chúng ta hướng tâm mỗi ngày. Bàn thờ là để chúng ta hướng tâm, còn trưng là để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta thưởng thức cái nét đẹp của tượng Phật, thí dụ vậy. Cho nên hai cái nó rõ. Nhưng mà cho dù có lỡ làm gì đi nữa cũng không có tội gì, bất quá mình không biết thì mình bất kính vậy thôi. Nhưng mà cái đó mình phải nhẹ nhàng. Con thọ Bồ Tát giới tại gia, vào ngày 14/29 con tự Bồ Tát tại gia thì phải thực hiện những bước nào? Xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy. Ở dưới tụ kinh đó có cái quyển tụng giới cho Bồ Tát tại gia. Quý vị nào muốn đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì tới chùa xin một quyển đó, về nhà mình thực hiện cái nghi thức đó. Trong đó chỉ dẫn rõ ràng, mình cứ tụng theo 6 giới trọng, 28 giới khinh đó. Xin thầy chỉ dạy cho con cách kềm chế cơn nóng giận đối với sai lầm của con. Khi bình thường con rất hiểu tật xấu của mình, nhưng khi cơn nóng giận bộc phát con cứ như là một người mẹ kế. Này rất thành thật. Thật ra thì hôm qua không có một người Mỹ họ cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Và người Mỹ này còn nói hay hơn nữa, nó nói tôi thường nóng giận như vậy mà bây giờ tôi cảm thấy cái cơn nóng giận này đã trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Ông Mỹ cũng phát biểu vậy đó. Thì bây giờ mình ngồi đây có ai là có người bạn nóng giận chưa? Chắc ít hay nhiều phải không? Quý vị thường biết nóng giận không bao giờ mang lại kết quả tốt. Và thường một người nóng giận là thường nói những cái điều khó nghe. Và ngay câu hỏi nè, con biết con của con có những cái sai lầm, gọi là nóng giận với sai lầm, nhưng họ sai lầm mà mình nóng giận để rầy cái sai lầm đó thì làm sao phục sai? Họ sai thì mình phải tỉnh. Mình tỉnh mình mới đủ lý lẽ, mình đủ tỉnh thức, mình đủ cái khả năng mình chỉnh cho người ta sẽ, phải không nè? Thật ra người ta đang nóng mà mình đem cái giận tức của mình nói thì không cảm hóa được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đây là một cái ví dụ hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy. Khi Pháp Hòa mở một cái tủ chén ra đó, hồi nhỏ Hòa chỉ cho mấy thầy cách sắp chén dĩa vào tủ. Thì có thỉnh thoảng ban ngày Pháp Hòa ở nhà Hòa mở một cái tủ chén ra thì chén dĩa nó nằm, chén nhỏ nó nằm ở dưới, cái dĩa bự nó nằm ở trên, nó nằm lung tung hết. Pháp Hòa để yên đó, không có dọn. Để yên đó xong rồi á, chiều đi học về á, vô bếp ăn cơm xong rửa dọn, Pháp Hòa biểu lại, kêu hết lại mở tủ ra. Bây giờ mấy con nói cho thầy nghe cái tủ này nó có gì. Nó dạ ai úp chén không có đúng. Vậy thì bây giờ con thấy cái sai rồi nè, phải không? Bây giờ con chỉnh lại cho nó đúng coi. Tại vì nếu mình nóng ruột á, mình sửa lại hết á, thì một lát mình mở tủ ra mình chỉ á, thì mình chỉ cái gì? Chỉ cái đã sửa
mà người đó không thấy được cái sai hồi nãy. Cho nên trước khi mình cho người đó một cái cách thức chỉnh sai thì cho họ thấy một cái đã sai. Để chi? Để thấy được hai cái khác biệt giữa before and after. Cho nên trước khi đi làm đẹp, người ta sẽ chụp một tấm hình xấu để người ta quảng cáo, sau khi làm đẹp rồi thì anh sẽ thấy big difference. Đó là một cách. Mấy thầy mỗi buổi chiều á, múc một chén, trút một chén cháo ra cúng cô hồn. Thì cái cách nấu rất đơn giản. Khi chùa nấu cơm xong, xới một chén lên cúng Phật, múc một miếng để vô bình thủy, bấm thêm một tí nước sôi, đậy lại là chiều là gạo nở thành cháo. Ở chùa đều đặn ngày nào cũng giống nhau. Cứ hễ nấu cơm xong, một chén lên cúng Phật, một miếng để vào bình thủy chuẩn bị cho buổi chiều, rồi sau đó đại chúng ăn cơm. Đi học về cúng cháo, trút ra cái chén, xong để yên không rửa. 3 lần 4 ngày, 1 tuần 2 tuần cũng còn nguyên. Thôi Pháp Hòa thấy rồi, Pháp Hòa nói chiều ăn cơm lại, qua nói bắt đầu từ chiều hôm nay tất cả chùa chúng ta ăn cơm xong không rửa chén, đem chén vô phòng cất, ngày mai ra ăn tiếp. Mấy ổng trốn mắt, mấy ổng nhìn Pháp Hòa chứ, trời đất ơi chén dơ vậy sao ăn. Nếu con thích ăn chén sạch, tại sao không rửa bình thủy? Mình thích ăn sạch, cô hồn cũng khoái sạch. Cái gì mình không muốn, không bao giờ làm cho người khác. Đó là cái cách dạy mấy chú ở chùa của Pháp Hòa. Mấy ổng đi học về, lột cái vớ ngược lại, một nùi cát. Vớ ở ngoài thì nó dơ, dục nguyên cục vô trong cái máy giặt á. Quý vị có bị con mình giặt vớ kiểu đó không? Rồi, giặt xong hốt ra còn nguyên cục hết. Pháp Hòa để yên đó. Vớ này sạch hay dơ con? Giờ không biết. Giờ nhìn về đâu có biết sạch dơ phải không? Ngửi cũng hơi thơm thơm. Tại vì ở ngoài nó có xà bông thơm rồi. Pháp Hòa mới nói vớ này đã giặt rồi, nhưng bây giờ con sổ ra coi. Sổ ra cái trong dơ hay cát rớt ra. Con thấy không? Đôi vớ mình giặt mắc cái gì mình không lột nó ra? Mình giặt là giặt cái dơ mà, thì phải tuốt nó ra, vũ cho nó sạch cát, giặt cái dơ. Bây giờ thấy nó dơ không? Bỏ giặt lại. Một chuyện. Mua đôi giày mới, sọt vô kiểu như mang dép vậy, cái đuôi ăn sao nó cúp xuống. Pháp Hòa thấy và để yên đó. Ủa cái này đôi giày hay đôi dép con? Dạ đôi giày. Đôi giày mà sao nhìn như đôi dép vậy? Lúc đó lại bẻ ra. Nó nói, cái nào là giày mang đúng nghĩa là của đôi giày, cái nào là dép mang nó thành dép. Pháp Hòa dạy cho mấy chú. Mà bây giờ Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe, để chúng ta biết rằng tu Phật là tu cái gì. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì dơ thì chúng ta lau, cái gì lệch thì chúng ta chỉnh cho nó ngay. Phải không? Lệch thì kê, méo thì sửa, dơ thì rửa, không đúng thì mình làm cho nó đúng. Đó là Phật. Cho nên chúng ta gọi là trung đạo hay là chánh đạo. Trung là không bỏ, không bỏ cái này, không bỏ cái kia, mà chúng ta biết giữ nó ở đó. Đức Phật dạy trong kinh đó, trên đời có những hạng người quý, biết tạo những cái gì chưa có, biết sửa những cái gì đã hư. Nếu mình chưa có một cái nhà, mua miếng đất cất cái nhà. Nhưng mà nếu nhà mình ở mà lỡ nó hư nó mục, mình biết sửa cho nó không hư mục. Mà có nhiều khi cái nhà còn rất tốt, chỉ có cái chỗ đó nó hư thôi, thì sửa cái chỗ đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thành ra Phật dạy mình á, một là tạo những cái gì chưa có, hai là sửa những cái gì đã hư. Cơn nóng giận của mình cũng thế. Cái lầm á, ai cũng có, nhưng mà nếu mình lấy cái lầm này mà sửa cái lầm kia là không được. Vì vậy cho Đức Phật dạy thấy không? Nóng giận mà đem đi rửa, đi giải cái nóng giận thì không bao giờ được. Cho nên mình đã biết được điều đó chứ không có gì lạ. Thôi câu hỏi cuối cùng. Xin Thầy để giải thích cho con hiểu rõ 12 nguyện Quán Âm. Tại sao chỉ nói Nam Hải chứ không nói Đông Hải, Tây Hải hay Bắc Hải mà nói Nam Hải? Tại vì mình thay niệm Nam Mô
Vọng Nam Nham. Nam Nham tức là núi ở phía nam, cần lễ bái vân vân. Bởi vì đây là theo một cái tích ở phía nam của miền phía nam Ấn Độ, có một ngọn núi tên là núi Potala, và người ta tin rằng Đức Quan Âm trụ ở cái núi đó, cho nên người ta gọi là núi Potala, mà bây giờ mình âm là núi Bổ Đà hay núi Phổ Đà ở bên Trung Quốc đó. Người ta cũng tự dựng một cái núi bên Trung Quốc, đặt cái núi đó tên là Phổ Đà đó. Vì vậy mình mới có cái câu đó, Bổ Đà Lạc Già Thường Nhập Định, tùy duyên cảm ứng Mỹ Bất Châu. Tầm thanh cứu khổ, độ quần mê, thị tắc thị đắc danh vi quán tự tại. Ngài Quan Âm thường ở núi Bổ Đà, và cái núi đó ở phía nam Ấn Độ. Vì vậy cho nên mình lại Đức Quan Âm phía nam, đại khái vậy đó. Đây là một cái ý thôi. Còn nếu mà nói về cái lý sâu á, phía nam là tượng trưng cho phương trí tuệ. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, nhớ không, phẩm thứ 12 đó, người nào muốn học kinh cho thuộc thì hãy hướng về phía nam để mà uống nước đó. Phía nam là hướng của trí tuệ, đó là biểu tượng, chứ không phải là tối ngày cứ đi ra phía nam đứng cái nói ủa sao con không thấy trí tuệ mà thấy trí tệ không. Theo lời Phật dạy á, trong cái driver license của con á, là con có để yes donor, có nghĩa là hiến xác, hiến tạng. Họ sẽ lấy ngay bộ phận của người tử thi ngay sau khi chết, ngưng thở. Vậy theo lời Phật dạy nên để một thời gian 8 tiếng để cho thần thức đủ thời gian nhận định để biết là thân thể không còn sống nữa. Câu hỏi là xin thầy cho biết là làm sao để mình không bị sân mà vẫn làm được việc hiến xác hiến tạng. Ý cái câu hỏi là bây giờ con hiến tạng hiến xác cho người ta, mà nguyên tắc hiến thì người ta phải lấy liền, mà bây giờ con theo Phật á, là người ta nói á, là chết phải để 8 tiếng. Rồi bây giờ nếu mà để 8 tiếng mà nó cứng ngắc rồi lấy gì nữa giờ, hay là nó chết queo thiệt luôn rồi làm sao, mà bây giờ làm sao con vừa nằm đó đủ 8 tiếng mà con có thể vừa cho được cái bộ phận mà gì mà của con cho. Đâu có được như vậy, khôn quá. Thật ra đó, cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái chuyện để 8 tiếng này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm các tổ hướng dẫn cho mình thôi. Nhưng mà quý vị nhớ vậy nè, một khi mình đã phát nguyện hiến xác hiến tạng, đó là cái nguyện của mình. Thành thử ra nếu như ai đó mà lấy được những cái bộ phận mà mình còn cho được người ta, đó là có phải là một niềm vui không? Đó là một niềm vui. Mà đã là niềm vui mà hiến thì mắc gì nói sân. Mình đã nguyện mà, mình đã nguyện mà người ta cho mình được thì mình cho được thì mình phải hoan hỷ. Chứ làm gì có chuyện là mình nổi sân. Nổi sân là khi mình không cho mà người ta lấy á. Quý vị hiểu chưa? Cho nên không, hai cái này nó rõ ràng vô cùng. Anh phát nguyện thì người ta tới. Thầy, một thầy thì giả nói, trời, kỳ này thầy ở chùa Huê Lâm 3-4 ngày, một ngày thầy giảng 3 thời, chưa bao giờ một khóa tu nào một ngày thầy 3 thời hết. Nói tại thầy lỡ nguyện vô cái chùa này nè. Quý sư cô đề một cái chương trình một ngày nói 3 thời, chưa nói rỉ rả nữa nha. Nhưng mình nguyện. Ngày xưa đó, có một cái ông đó, ổng có lúa. Rồi ổng phát nguyện là lúa tôi trồng được rồi, ai cần tới lấy. Thì có một con chim, con chim đó tên là con chim oanh vũ, nó tới nó lấy cái lúa đó. Thì ổng lưới ổng bắt nó đi. Thì ổng bắt con lưới nó xong thì nó mới nói là tôi đâu có ăn cắp của ông, do ông phát nguyện mà tôi tới, ông cho tôi mới lấy. Ổng mới nhớ trực, ủa ổng nói ổng phát nguyện cho mọi người thì con chim cũng là một loài. Ông nói phát nguyện cho mọi loài thì chim nó nghe, thì ông phát nguyện nó tới nó lấy. Mà ông chỉ nghĩ là ông cho vậy cái con người ta lấy thôi, con chim không được lấy. Thì con chim nó nói tại vì ông phát nguyện cho
cho nên tôi mới tới tôi lượm tôi lấy lúa. Thì nó ổng hỏi người lấy để làm gì, nói tôi lấy về tôi nuôi cha mẹ tôi, tại vì cha mẹ tôi bị mù, hai con chim mẹ chim cha bị mù, chim con để lấy lúa về nuôi. Thì ông này mới nói chim muông mà nó còn có hiếu thảo như vậy, huống là con người. Đó là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca trong một kiếp nào đó, ngài đã là một con chim quanh vũ hiếu thảo. Hai con chim mẹ chim cha bị mù của con chim đó đó, kiếp trước đó, đời nay là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Người mày phát nguyện cho lúa đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên câu chuyện đó kể ra để cho chúng ta thấy được tiền thân, và cũng để nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta được gặp trong đời này, những ai chúng ta được gặp trong đời này là cái duyên của đời trước. Nhưng mà nếu như mình gặp mà mình sống chung, mình hạnh phúc, mình làm thiện lành với nhau, đó là duyên lành. Còn gặp nhau mà để hiềm khích, để có oán cũng là duyên, mà duyên bất thiện. Nhưng mà tu á, đối với người thường không hiểu á, thì thấy duyên bất thiện thì ghét bỏ. Nhưng mình hiểu đạo rồi, cái duyên thiện thì mình nên bồi đắp tăng trưởng, duyên bất thiện thì cố gắng làm sao để cho duyên bất thiện nó giảm đi. Vì thủy chung trước sau chúng ta cũng phải đối với duyên này. Cái quan trọng là làm sao cho sự việc con người nó tốt hơn, để chúng ta thể hiện được cái tinh thần tu tập của nhà Phật. Tu xe mà còn mới cáo cạnh, mới mua về, có gì phải sửa đâu, thì phải làm gì? Đi xong phải hút bụi, chùi lao cho đàng hoàng để giữ xe cho nó tốt. Còn lỡ nó hư thì bắt đầu đem vô trong tiệm để sửa. Cả hai cũng phải chăm sóc. Tốt thì lau chùi, giữ gìn để nó đừng dơ, phải không? Hư tróc thì chúng ta lại phải tu sửa. Thế thì tu cả hai mặt, thiện cũng phải làm, ác thì phải chuyển hóa. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Và lời cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin nhắc, chúng ta làm lễ Phật đản, nghĩa là chúng ta biểu tượng lấy ngày của Đức Phật sinh là một biểu tượng nhắc nhở chính mình. Hôm nay chúng ta chào mừng ngày Phật ra đời cũng là chào mừng mỗi ngày chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta phải làm được một việc rằng dù lành hay không lành, chúng ta đều phải làm việc cả hai. Tốt thì chùi giữ, cái đó gọi là gì? Dưỡng tánh. Cái gì hư mục cần sửa gọi là tu tâm. Thế thì tu tâm là gì? Tu tâm là tu cái tâm chưa lành. Tánh đã lành thì cần phải dưỡng cho nó tăng trưởng. Chúc đại chúng mỗi ngày tu tâm dưỡng tánh cho tốt. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta qua chương trình đại lễ. Xin đại chúng cùng chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.